Vâng, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Mùa Gặt Đông Bắc. Thì và hôm nay anh em chúng tôi lâu lâu không ăn bữa tiết canh vịt ngan. Thì hôm nay sẽ đánh một cái bữa tiết canh vịt ngan bằng muối để cho anh em hôm nay gọi là thỏa cơn khát tiết canh. Lâu lắm rồi không được ăn tiết canh. Đấy. Vâng. Thì đây là một con gọi là con ngan cũng được, gọi là vịt cũng được. Bởi nó cái loại này nó cũng giống nhau. Thì cái con này là tôi vừa mới đi bắt là 2 cân 7. Hôm nay tôi sẽ đánh bằng muối để cho anh em xem nhá. Vâng, thì đối với con này thì 2 cân 7 thì nó cũng vào khoảng 3 cân rồi. Thì tôi sẽ lấy vào đây khoảng 1 thìa muối thôi. Đây. Đong khoảng 1 thìa. 1 thìa muối. Và cho vào đây khoảng 4 muôi nước. 2 này. 3. 4. 5. Đấy các bác cho vào, các bác đánh đều lên nhá. Vì cái muối iốt này nó có ở dưới, nó có cái cặn cặn nên là tí nữa các bác có thể gạt cái chắt cái nước này sang bát khác, bỏ cái cặn đi, có một tí thôi không sao. Đấy. Rồi bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi cắt tiết nha các bác. Vâng, đây các bác này. Đấy. Đây là bát tiết ngan này. Rất là đỏ tươi luôn. Đây. Màu rất là đỏ và rất tươi, thì mình chọc vào nách nó rất là sạch sẽ. Đấy, bây giờ thì anh em chúng tôi đi làm lông vịt thôi. Đấy, bây giờ anh em chúng tôi sẽ bắt đầu đi nhổ lông này. Đấy. Tiết đây các bác này. Đấy. Tiết này nhìn rất là đỏ tươi nhá. Nhỉ. Nhìn nó cắt vào động động mạch phát xòe ra một phát. Vịt con vịt con ngàn chết tươi luôn. Đấy, để vào đây để tí đánh. Bây giờ phải đi nhổ lông nữa. À đây. Tôi giới thiệu cho các bác nhé. Đây là cái loại cây tôi vừa mới mua được một cây. Đây gọi là cây húng vịt, húng rừng ấy. Đấy, cái cây này mà ăn với tiết canh vịt thì rất là tuyệt vời luôn. Cái mùi nó rất là thơm. Mà hôm nọ thì tôi đi có đi chơi thì đến một cái nhà ông anh ấy, thì ông cũng làm cho một cái bữa tiết canh vịt. Nên là ông ấy có cái lá này này. Đấy, ăn kèm với tiết canh, ông ấy thái xuống. Mình bảo sao có cái loại lá thì mà ăn tiết canh vịt nó hợp thế. Hóa ra là cái cây này các bác ạ. Cây này cây húng vịt. Nó cùng họ với cái cây quất hồng bì ấy. Đấy, nhưng mà cái này ăn tiết canh thơm lắm. Đấy, tí nữa thử ăn tiết canh với cái này nhá. Vâng, đây các bác ơi. Đây, tôi vừa đi hái được nắm rau răm này. Hái thêm ít húng quế này để ăn với tiết canh. Cái mùa này công nhận là rau thơm khó kiếm thật ở trên vùng cao này.
ở chợ người ta cũng không có. Mùa này cái rau húng quế này nó ra hoa hết rồi, hoa non này ăn được. Đấy, đây. Rồi, ớt đây các bác ơi. Đây, loại ớt hiểm này ăn cho nó thơm, cay nó thơm, ăn rất là sướng. Đấy, cái này tí nữa ăn kẹp với tiết canh. Mùa đông này phải có tí ớt các bác ạ, nó đỡ nhạt mồm. Cái loại này cay nhưng mà nó lại có cái vị rất là thơm. Đấy, người ta hay gọi là ớt hiểm rừng ấy. Cái loại này là loại này trào màu nó hay ăn này. Người ta bảo nó đúng là ăn ớt như trào màu thật. Trước tôi cũng nuôi một con trào màu. Thế là mình cho nó ăn, nó chỉ ăn quả thôi các bác. Ăn chuối, ăn ớt. Đấy. Đây. Chắc ngần này là được rồi. Đấy, bây giờ thì đi lấy thêm một tí mùi tàu nữa. Ăn kết hợp với cái cây rau húng vịt ấy. Rất là ngon. Rất là tuyệt vời luôn đấy. Đây, húng vịt này thì bé quá thì mình ngắt khoảng 2-3 lá thôi. Mình thái ra tí nữa thái ra. Ngắt nhiều quá sợ nó chết các bác ạ. Đấy. Đây, tí nữa thái như kiểu lá chanh ấy. Thái chỉ ra cho ít thôi. Vì cái cây này của tôi nó còn đang bé, hái nhiều quá sợ nó với mùa đông này nó chết. Đấy. Đấy, xong rồi. Vịt xong rồi. Khả năng là tí nữa sẽ chặt ra để ăn lẩu vịt thôi. Vâng, và bây giờ tranh thủ thì tôi đi thái ít ra rau. Để tí nữa trộn vào nhân. Mình đánh nhân cổ cánh rồi. Vì mình rất khoái cái kiểu nhân cổ cánh rồi ăn nó kiểu xào vàng lên đấy, thơm. Đánh các bác tùy các bác nhá. Các bác muốn đánh nhân gì cũng được. Tùy mỗi người một sở trường. Ít đầu tiên là ít rau mùi tàu nhá. Đấy, mỗi thứ cho một tí nó thơm. Thơm lắm. Vâng, và đây là cái lá húng vịt đây các bác này. Đấy, lá này rất là thơm luôn. Thank you.
Đấy, bây giờ chuẩn bị băm nhân tiết canh này các bác. Hôm nay ăn lẩu vịt thôi. Bỏ cái da cổ. Da cổ nó nhiều mỡ lắm, bỏ. Đấy, bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi xào nhân đây. Đây, cho tí hành vào cho thơm. Đấy, còn cái chỗ này tí nữa gần chín thì bắt đầu mình sẽ cho vào. Đấy, cứ rang rang lên thật vàng nhé các bác nhé, thật vàng nó càng thơm. Thơm lắm, mùi hạt dổi thơm thật. Cho vào đây thêm tí hạt tiêu các bạn, hạt tiêu thơm. Đấy, bắt đầu nhân lép bép rồi, nổ lép bép rồi, cho cái này vào nhá. Đấy, rau răm mùi tàu này, rau húng vịt này. Thơm ghê nhỉ. Quá tuyệt vời. Đấy, chúng ta cho vào, chúng ta đảo qua qua một tí rồi xong bắc ra, tắt bếp. Đấy, cho ra bát nhá. Rồi. Bát hơi ít nhân, mình làm ít nhân quá, thế này được không? Ăn nó phải thơm thèm, nó ngon các bác. Đấy rồi, đây là tiết đây các bác này. Đấy, hớt những cái vàng vàng này đi nha. Nhiều cái vàng vàng này thế nhỉ? Như vậy cắt được. Như kiểu lúc ấy cắt cái tiết của nó bị bóp vào cái cánh ấy nhỉ?
Đấy. Đây, cái vàng vàng này đổ đi nhá. Kiến. Rồi cho vào đây tí mì chính. Đấy, đánh đều lên nhá. Rồi bây giờ đánh thì các bác cứ một một mà đánh thôi. Đấy. Một tiết một nước là dã thôi. Tiết đỏ đẹp thế nhỉ. Xong. Đấy, bây giờ sẽ để nguyên để cho nó đông các bác ạ nhá. Rồi anh em chúng tôi xin mời các bác uống rượu cùng nhá. Đây tiết canh đây, 4 bát đây. Đấy. Này là tiết canh rất là đủ gia vị, rất là thơm, rất là ngon. Lâu lắm không ăn bữa lẩu vịt này. Lẩu vịt không có tải à? 3 mét à? Không, lẩu. Lẩu ngoài đầu. Đây. Gia vị của nó ngon lắm bác. Thơm lắm. Làm miếng nhá. Ngon. Thơm nhỉ. Thịt vịt nhỉ. Vịt này nuôi lâu thơm ngon. Rồi, là tôi làm miếng tiết canh các bác nhá. Lâu lắm mà không còn ăn tiết canh vịt. Có vẻ thơm nhỉ. Ngon. Buổi trưa nó có nghỉ đâu hay là buổi trưa không nghỉ đâu mà ngày làm bát tiết canh. Buổi trưa nó lại xó vào trong bản thôn bản nó làm. Ăn này gật ra đi ăn đi mày đánh chờ tia tia bằng về ăn thơm ăn cùng nó. Ủa? Đúng rồi. Ăn tiết canh không? Kiệt hết nhỉ? Đảo nhỉ? Mà cái khe nó lượn lên lượn xuống mà chắc là đêm về bán. Đấy, cho thêm một tí rau thơm vào. Thịt nhiều lắm. Tháng đuổi một thằng dân cực tích. Bọn này không? Con là đến cái nó. Xếp cày, mới này nó ra chỉ thì phải đi đi đường đất ấy, nó mới thu. Đi kỷ định cho nó mà. Bọn này mình chạy là phải thoát không thoát nó bắt được là nắng. Ra chỉ tiêu, ngày sáng này phải đưa vào bài con tao bằng này. Cày là phải chạy
thoát, xác định thoát mới chạy. Thoát thì cứ dừng. Mà thời gian trước ở toàn ngon lắm. Đi ra cửa có đội mũ bao giờ đâu. Ở hôm nọ này chắc bị nặng phết đấy. Tuyệt vời. Rồi, xin mời các bác uống rượu cùng anh em chúng tôi nhá. Mời anh em nhá. Vâng, và video của tôi xin phép đến đây là kết thúc nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau. Xin chào.